Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác về thời điểm vàng phát tài cực mạnh đúng trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Gặp may liên tiếp, rất dễ trúng số, gánh lộc về nhà, tiền vàng nhét chật két, trả sạch nợ nần, phất lên làm đại gia, cuối năm ăn Tết linh đình. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 thân mến, không phải là sinh ra cũng đã vinh hoa phú quý, mà là sinh ra đủ tay, đủ chân, không thiểu năng trí tuệ, có nhận thức, có tư duy, không gánh một núi nợ nần, không chịu một đời hậu họa, được giáo dục, được có tuổi thơ, đấy đã được tính là bẩm sinh. May mắn còn lại, thành tựu hay vinh hoa là do bản thân nỗ lực. Có đôi khi, ta hay nhìn những gia cảnh bẩm sinh phú quý mà hận trời đất bất công, oán số mệnh không bằng mà quên mất ngoài việc nhìn lên, ta thỉnh thoảng còn phải học cách nhìn xuống. Nhìn xuống để hiểu ta đã may mắn ra sau khi sinh ra với đủ những điều kiện thiên nhiên mà ta hay quy chụp chỉ như người bình thường. Lắm người còn thiếu sót, trời sinh thân mang bệnh tật, phải chống chọi từ thủ mới sinh, đấy mới là mỏi mệt. Vậy nên hãy học cách bằng lòng với điều kiện trời sinh, còn đâu muốn gì thì cố vì nó, mong gì khi chiến đấu vì nó, tin vận mệnh, nhưng đừng gói gọn vào khía cạnh vận may ở đời. Chờ may để thành công thì cũng chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước, đẹp mà không thật. Tin vào bản thân, dựa vào tài, dựa vào trí, dựa vào nỗ lực cùng chăm chỉ bền lâu, lớn mạnh, khả năng chuyên sâu học tập mới là căn bản, chân ái của nền tảng cuộc đời nhiều khi. Bước sang tháng 10 âm lịch, chúng ta sẽ chứng kiến sự chuyển mình rõ nét trong vận khí của mỗi người khi mà thời điểm thanh lọc đang diễn ra mạnh mẽ. Đây không chỉ là thời điểm giao mùa mà còn là giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Thời gian này không đơn thuần là một bước ngoặt mà còn mở ra những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và cải thiện tài chính. Đối với Đinh Tỵ, những người vốn nổi bật với sự khôn ngoan, quyết đoán và bản lĩnh, đây chính là lúc tập trung cao độ, biết cách nắm bắt thời cơ và thận trọng trong mỗi bước đi. Những tín hiệu từ các tinh soi chiếu cho thấy tháng 10 âm lịch này mang đến cả cơ hội và thử thách, đòi hỏi Đinh Tỵ phải thực sự nhận thức rõ ràng về vận mệnh của mình để không chỉ tránh được những rủi ro mà còn tận dụng tối đa may mắn đạt được thành công như mong muốn. Trong video này, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả đi sâu vào từng khía cạnh của cuộc sống của người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 10 âm lịch. Từ công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe cho đến tình duyên và gia đạo, mỗi phương diện đều sẽ được phân tích kỹ lưỡng để quý bản mệnh có cái nhìn toàn diện, biết rõ những điều cần lưu ý và những cơ hội mà thời điểm này mang lại. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi chuẩn bị cho một thời điểm đầy hứa hẹn phía trước, bắt đầu bằng cái nhìn tổng quan, sau đó khám phá từng chi tiết cụ thể để cải thiện vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 10 âm lịch này nhé. Xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi để không bỏ lỡ cơ hội của mình. Trong tháng 10 âm lịch, cuộc đời của những người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 có thể được ví như một hành trình dài đầy gian truân và thử thách. Từ khi còn trẻ,
họ đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thậm chí nhiều khi tưởng chừng như gục ngã giữa những biến động của cuộc đời. Đinh Tị sinh ra với bản tính mạnh mẽ, kiên cường và đầy ý chí, nhưng chính vì thế mà cuộc đời lại càng thử thách họ nhiều hơn, buộc họ phải không ngừng chiến đấu. Giai đoạn tuổi trẻ của người tuổi Đinh Tị thường không mấy suôn sẻ, họ không ngại khó, ngại khổ. Nhưng vì số mệnh không thuận lợi nên nhiều lúc công việc, tài chính hay thậm chí cả tình cảm cũng gặp không ít trắc trở, những vấp ngã trong công việc, những mối quan hệ rạn nứt hay đôi khi là sự thiếu hụt về tài chính khiến Đinh Tị nhiều lần rơi vào cảnh bế tắc. Thế nhưng, người tuổi Đinh Tị chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Qua mỗi lần vấp ngã, họ lại đứng lên với ý chí mạnh mẽ hơn. Sự kiên trì và nhẫn nại của họ dần dần được đền đáp. Đến giai đoạn trung vận, cuộc sống của Đinh Tị bắt đầu có những chuyển biến tích cực hơn. Công việc tuy không phải là quá đột phá nhưng đã đi vào ổn định. Họ dần có được những thành quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, dù đôi khi vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, điều đặc biệt là đến giai đoạn hiện tại, người tuổi Đinh Tị đã dần hiểu ra một chân lý quan trọng trong cuộc sống: biết đủ sẽ hạnh phúc. Họ đã trải qua nhiều thăng trầm, biết thế nào là đủ để không còn phải đua tranh với đời. Dù có thể không giàu sang, không phải là người có nhiều của cải, nhưng với họ, sự bình yên trong tâm hồn, sức khỏe và những mối quan hệ tốt đẹp mới chính là tài sản vô giá. Khi đã biết đủ, người tuổi Đinh Tị nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc có nhiều hay ít mà ở cách họ nhìn nhận cuộc sống. Họ hiểu rằng so với nhiều người khác, họ vẫn còn nhiều may mắn và phước lành. Sự an lạc trong tâm hồn, niềm vui từ những điều giản dị hàng ngày cùng với tình yêu thương từ gia đình, bạn bè, đó mới là điều đáng trân quý nhất. Tuổi Đinh Tị sinh 1977 đã trải qua một cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng qua những thử thách ấy, họ đã học được bài học quý giá, biết đủ là hạnh phúc. Giờ đây, họ có thể nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào và sự thanh thản, bởi họ đã có đủ để sống, đủ để vui và đủ để yêu thương. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Đinh Tị sinh 1977 trong tháng 10 âm lịch 2024. Tháng 10 âm lịch này, những người tuổi Đinh Tị bước vào một giai đoạn có nhiều thử thách lớn, khi ngôi sao tương xung làm khuấy động cả công việc lẫn tình cảm. Mọi thứ dường như không còn suôn sẻ như mong đợi. Đôi khi, những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ bé lại bùng lên thành những cuộc tranh cãi không hồi kết, chỉ vì bản mệnh có xu hướng khẳng định cái tôi quá mức. Bạn đang bước qua một giai đoạn mà sự nóng nảy, hiếu thắng dường như lấn át đi sự tỉnh táo, khiến mối quan hệ xung quanh dễ bị tổn thương, công việc và sự nghiệp cũng không thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực. Nguyệt lệnh mộc dục chỉ ra rằng sự bất ổn trong công việc xuất phát phần lớn từ chính bạn, tâm trạng bấp bênh, sự mất tập trung vào những quyết định vội vàng, thiếu sáng suốt là nguyên nhân chính khiến công việc trở nên khó khăn. Đôi khi bạn đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc đối tác không chân thật, nhưng thực tế, nguyên nhân chủ yếu nằm ở sự thiếu cân nhắc trong suy nghĩ của chính bạn. Điều này nhắc nhở bạn cần bình tĩnh hơn, đừng để cảm xúc nhất thời chi phối các quyết định quan trọng. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở công việc, sự phù phiếm trong suy nghĩ của bạn cũng dẫn đến một loạt những hệ quả về tài chính. Nguyệt lệnh mộc dục không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn thúc đẩy bạn mua sắm quá đà, chi tiêu cho những món đồ không thực sự cần thiết chỉ để thỏa mãn cái tôi hoặc khoe khoang trên mạng xã hội. Hãy thử suy ngẫm xem liệu những vật chất ấy có thực sự mang lại hạnh phúc bền vững hay chỉ là niềm vui ngắn ngủi. Đáng tiếc thay, với sự tác động của sao đại hao, chi tiêu của bạn càng tăng cao một cách không kiểm soát. Những khoản chi nhỏ lẻ dần dần tích lũy thành số tiền lớn khiến bạn cảm thấy choáng ngợp. Ban đầu, bạn có thể nghĩ rằng mình dư dả, nhưng khi nửa tháng trôi qua, bạn sẽ nhận ra tiền bạc đã rơi đi rất nhiều. Thương quan cũng cảnh báo rằng không chỉ tài chính bị ảnh hưởng mà lời nói của bạn cũng có thể gây ra tổn thương không đáng có cho người khác. Đôi khi, những câu nói vô ý tưởng chừng vô hại lại làm tổn thương những người thân yêu bên cạnh. Về tình cảm, thời điểm này không phải là thời điểm lý tưởng cho các mối quan hệ tình yêu đôi lứa của tuổi Đinh Tị. Ngũ hành xung khắc càng làm tăng thêm căng thẳng trong các mối quan hệ. Bạn có thể cảm thấy mình luôn phải giải quyết các xung đột, thậm chí phải đấu tranh để bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, nếu không biết cách dung hòa, rất có thể bạn sẽ tự đẩy mình vào ngõ cụt, nơi những lời hối tiếc sẽ đến. Khi mọi thứ đã quá muộn trong giai đoạn này, hãy học cách lắng nghe nhiều hơn, đừng chỉ chăm chăm vào việc khẳng định cái tôi mà quên đi giá trị của sự thấu hiểu và nhẫn nhịn. Tâm thế bình tĩnh,
cởi mở sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn và tránh được những vấp ngã không đáng có. Đây là lúc bạn cần soi lại bản thân, học cách khiêm nhường để không chỉ giữ vững công việc tài chính mà còn bảo vệ mối quan hệ với những người xung quanh. Tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ là một thời điểm đầy thách thức. Bạn cần kiểm soát cảm xúc, lắng nghe nhiều hơn và tránh những quyết định vội vàng. Sự nhẫn nại và tỉnh táo sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn hiện tại, tránh được những sai lầm không đáng có trong cuộc sống lẫn công việc. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch này, những người tuổi Đinh Tỵ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trong con đường sự nghiệp. Hình ảnh bạn bận rộn với công việc, lúc nào cũng ôm đồm đủ mọi thứ có thể khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Nhưng sự thật đằng sau là một câu chuyện đầy áp lực và căng thẳng khi thương quan xuất hiện. Nó mang theo những cản trở, những xáo trộn không ngừng khiến công việc của bạn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Điều đáng buồn hơn, dù công sức bạn bỏ ra là rất nhiều, nhưng dường như không ai thực sự ghi nhận, dẫn đến cảm giác hụt hẫng và chán nản. Một trong những bài học mà thời điểm này mang đến cho bạn chính là sự cần thiết của việc chia sẻ và phân chia công việc. Đôi khi, việc tự mình ôm đồm mọi thứ không chỉ làm tăng thêm gánh nặng mà còn làm giảm đi hiệu quả công việc. Thay vì cố gắng kiểm soát mọi khía cạnh, hãy học cách tin tưởng và giao phó cho những người xung quanh. Mỗi người đều có khả năng riêng, nếu bạn biết cách phân công và hợp tác, mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn sẽ thấy rằng khi mọi người đều cùng chung tay gánh vác, bạn không chỉ giảm được áp lực mà còn tạo ra sự gắn kết, đoàn kết trong công việc. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là con đường sự nghiệp của bạn thời điểm này chỉ toàn là trắc trở. Thương quan chỉ gây ra khó khăn nếu bạn để cảm xúc và sự cứng nhắc lấn át. Nếu bạn biết cách điều chỉnh cách ứng xử, tạo dựng niềm tin với những người xung quanh thì không có gì phải lo lắng. Sự nghiệp của bạn trong tương lai sẽ rực rỡ, chỉ cần bạn biết cách xử lý khéo léo các mối quan hệ hiện tại. Điều bạn cần nhớ trong thời điểm này là giữ sự mềm mỏng và biết lắng nghe. Thay vì ép buộc mọi người làm theo ý mình, hãy học cách tiếp thu ý kiến, cảm nhận từ những người đồng hành. Sự cứng nhắc trong tư duy chỉ khiến mối quan hệ công việc trở nên căng thẳng hơn, dễ dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Còn nếu bạn mở lòng hơn, sẵn sàng chia sẻ và đồng cảm với người khác, bạn sẽ thấy mọi việc dần trở nên dễ dàng và suôn sẻ hơn. Về lâu dài, cách bạn đối xử và hợp tác với mọi người xung quanh sẽ quyết định thành bại của sự nghiệp trong giai đoạn này. Niềm tin vào sự hỗ trợ lẫn nhau là những yếu tố quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của cả bạn và những người đồng hành. Thay vì tập trung vào những khó khăn hiện tại, hãy nhìn xa hơn về tương lai và chuẩn bị cho những bước tiến dài hạn. Hãy nhớ rằng, khó khăn chỉ là tạm thời, nhưng niềm tin và sự đoàn kết sẽ dẫn bạn đến thành công lâu dài. Đối với người tuổi Đinh Tỵ, tháng 10 âm lịch này có thể không dễ dàng nhưng lại là cơ hội quý báu để bạn học hỏi và trưởng thành hơn. Hãy tận dụng những thách thức để rèn luyện bản thân. Để từ đó, bạn sẽ không chỉ vượt qua khó khăn mà còn xây dựng được những mối quan hệ đáng tin cậy, giúp bạn vững bước trên con đường sự nghiệp trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 10 âm lịch. Bước vào tháng 10 âm lịch, người tuổi Đinh Tỵ sẽ phải đối mặt với một thử thách lớn về tài lộc. Dù tháng trước bạn đã có những dấu hiệu tài chính sáng lạng, nhưng tiếc thay, bạn lại không biết tận dụng cơ hội này để phát triển thêm, mà ngược lại lại bị cuốn vào việc tiêu xài, mua sắm. Bạn đã dành quá nhiều thời gian cho những nhu cầu về vật chất, trưng diện bản thân thay vì tập trung vào việc củng cố nguồn thu nhập. Có một câu nói rằng, kiếm tiền đã khó nhưng giữ tiền còn khó hơn. Đây chính là bài học mà thời điểm này nhắc nhở tuổi Đinh Tỵ. Mặc dù bạn hoàn toàn xứng đáng với những khoảng thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống, nhưng thời điểm hiện tại chưa phải lúc thích hợp cho những chuyến đi xa xỉ hay những quyết định tiêu tiền lớn. Những khoản tiền bạn vừa kiếm được từ việc kinh doanh đáng lẽ ra cần được tái đầu tư hoặc ít nhất là được tiết kiệm để chuẩn bị cho tương lai, thì bạn lại vô tình dùng chúng vào những thú vui ngắn hạn. Điều này không chỉ khiến tài chính của bạn bị hao hụt mà còn cản trở quá trình đạt được mục tiêu dài hạn trong sự nghiệp. Thời gian này, thay vì để sự tiêu dài làm phân tâm, bạn cần một kế hoạch cụ thể và dài hạn cho việc quản lý tài chính. Kế hoạch chi tiêu không chỉ giúp bạn giữ được sự ổn định mà còn giúp định hướng rõ ràng con đường tài lộc trong thời gian tới.
Việc lập ra một khoản tiết kiệm nhỏ từ những đồng tiền kiếm được không chỉ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn, mà còn là cách để bạn chuẩn bị cho những dự định lớn lao trong tương lai. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa bạn không nên dành cho mình một chút phần thưởng sau những nỗ lực thưởng cho bản thân, sau những tháng ngày làm việc chăm chỉ là điều hoàn toàn chính đáng. Nhưng hãy nhớ, phần thưởng đó nên phù hợp với khả năng tài chính hiện tại và không khiến bạn mất cân đối tài chính. Điều quan trọng nhất là bạn cần giữ được sự tập trung vào mục tiêu kiếm tiền lâu dài. Việc dung tay quá tráng dù chỉ một lần cũng có thể làm giảm đi động lực của bạn trong quá trình chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Tài chính hiện tại của bạn đang đi vào nề nếp và có dấu hiệu ổn định, nhưng sự ổn định đó chỉ là tạm thời nếu bạn không biết cách quản lý tốt. Tháng 10 âm lịch này là giai đoạn bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa, cật lực hơn nữa nếu muốn hiện thực hóa những ước mơ về kinh doanh cá nhân. Đây là lúc để bạn khai thác tối đa các cơ hội kiếm tiền, tránh những chi tiêu không cần thiết và duy trì sự kiên trì trong công việc. Nhìn chung, tháng 10 âm lịch này mang đến cho tuổi Đinh Tỵ một bài học lớn về tài lộc. Kiếm tiền không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực mà còn cần sự khôn ngoan trong việc giữ gìn và phát triển tài sản. Hãy biết trân trọng những đồng tiền mình kiếm được, đừng để những chi tiêu phù phiếm khiến bạn đi chệch hướng khỏi mục tiêu dài hạn. Tiếp tục kiên định, chăm chỉ và biết cách quản lý tài chính một cách thông minh, thành công chắc chắn sẽ đến với bạn trong tương lai gần. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn bao giờ hết. Sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất mà chúng ta có. Nhưng tiếc rằng nhiều người lại phung phí nó trong những cuộc vui không có hồi kết, những buổi tiệc tùng thâu đêm, những lần hòa mình vào chốn ăn chơi. Chuyện là không chỉ là mất đi thời gian và tiền bạc, mà còn làm hao mòn sức khỏe của bạn. Dẫu những phút tây ấy có thể mang lại chút niềm vui tạm thời, nhưng bạn hãy tự hỏi rằng liệu có thực sự đáng đánh đổi tương lai và cuộc đời dài lâu của mình để rồi chìm đắm trong những giây phút hưng phấn ngắn ngủi đó. Đối với những người tuổi Đinh Tỵ đang bận rộn với công việc, sự nghiệp, càng cần phải biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bạn đang dùng sức lực, sự cống hiến của mình để đổi lấy tiền tài, nhưng hãy nhớ rằng khi sức khỏe đã suy yếu, không phải lúc nào tiền cũng có thể mua lại được sức khỏe đã mất. Làm việc chăm chỉ là điều đáng quý, nhưng đừng để bản thân rơi vào tình trạng quá sức mà quên đi việc chăm sóc cho cơ thể. Đôi khi chỉ một lần bỏ qua những dấu hiệu mệt mỏi của cơ thể cũng có thể dẫn đến những hậu quả không lường. Sao Lục Bạch đang ngự tại Trung Cung trong thời điểm này nhắc nhở tuổi Đinh Tỵ về sự thận trọng trong việc di chuyển, đặc biệt là những chuyến đi xa. Đừng chỉ vì vội vã mà quên đi sự an toàn của mình. Nếu bạn phải đi lại nhiều, hãy đảm bảo rằng mình luôn giữ tâm lý tỉnh táo và chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi chỉ một phút lơ là cũng có thể gây ra những sự cố không mong muốn. Thời điểm này, tuổi Đinh Tỵ nên hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm hoặc những chuyến đi xa không cần thiết. Nhìn chung, thời điểm này yêu cầu tuổi Đinh Tỵ đặc biệt chú ý đến các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Bạn có thể phải chi ra một khoản không nhỏ cho việc khám bệnh hoặc điều trị và điều này cũng gây ra không ít lo lắng. Tuy nhiên, hãy coi đây là một khoản đầu tư cần thiết cho tương lai lâu dài của bạn. Sức khỏe chính là nền tảng để bạn có thể tiếp tục xây dựng cuộc sống, phát triển sự nghiệp và tận hưởng những niềm vui khác trong đời. Ngoài ra, thời điểm này cũng khuyến khích bạn tìm đến những hoạt động giúp cân bằng lại thể chất và tinh thần, chẳng hạn như thiền hay đơn giản là những chuyến đi dạo nhẹ nhàng. Đừng quên lắng nghe cơ thể mình, bởi một cơ thể khỏe mạnh sẽ luôn là nền tảng vững chắc để bạn đối mặt với mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Như một câu nói trong Phật giáo, kết thân là con thuyền chở đạo. Nếu thân không vững thì con đường tu tập, làm việc cũng trở nên khó khăn. Tháng 10 âm lịch này không chỉ là thời gian để bạn nhìn lại và chăm sóc sức khỏe, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về việc biết trân quý những gì bạn đang có. Hãy biết chăm sóc bản thân mình trước khi quá muộn, bởi sức khỏe chính là nền tảng của mọi thành công. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, trong tháng 10 âm lịch. Bước vào tháng 10 âm lịch, những khía cạnh tình cảm của người tuổi Đinh Tỵ đang trải qua nhiều cung bậc phức tạp và có phần mâu thuẫn với những ai còn độc thân. Bạn có thể cảm nhận rằng chuyện tình duyên vẫn chưa thực sự diễn ra theo mong muốn, lý do có thể xuất phát từ chính bản thân bạn. Có lẽ bạn đã đặt ra những tiêu chuẩn quá cao, đôi khi vượt ra thực tế khiến cho người khác khó tiếp cận. Điều này làm bạn cảm thấy cô đơn và xa cách, mặc dù bản thân cũng mong mỏi tình yêu.
Thời điểm này Tử Di khuyên rằng, thay vì tiếp tục tìm kiếm một ai đó hoàn hảo, hãy tập trung vào việc cải thiện chính mình trở nên linh hoạt và mềm mỏng hơn. Tình yêu là sự tương tác giữa hai người và sự cởi mở sẽ giúp bạn tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn cho con đường tình cảm của mình. Hãy cho mình và người khác một cơ hội để hiểu và gần gũi hơn. Thay vì cố gắng tìm kiếm một hình mẫu lý tưởng không tồn tại, khi bạn thay đổi cách nhìn và mở lòng hơn, tình yêu sẽ tự nhiên tìm đến. Đối với những người đã kết hôn hoặc đang trong một mối quan hệ, sự ảnh hưởng của tương xung trong thời điểm này có thể gây ra những căng thẳng không đáng có. Vợ chồng hay đối tác trong tình yêu không còn đồng lòng như trước, mỗi người đều muốn bảo vệ ý kiến của mình và cho rằng mình đúng. Điều này dẫn đến những bất đồng và khó khăn trong việc thống nhất các quyết định quan trọng. Thật ra, sự mâu thuẫn không phải là dấu hiệu xấu mà nó cho thấy mỗi người đều có quan điểm riêng và mong muốn được lắng nghe. Tuy nhiên, cách mà bạn xử lý mâu thuẫn mới là điều quan trọng khi tranh cãi xảy ra. Thay vì cố chấp giữ lấy cái tôi, hãy xem đó là cơ hội để hiểu rõ hơn về người bạn đời của mình. Lắng nghe không chỉ là một kỹ năng giao tiếp, mà còn là cách để bạn xây dựng sự thấu hiểu và gắn kết trong mối quan hệ. Hãy cố gắng thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc của đối phương và bạn sẽ thấy rằng, dù hai người có khác biệt thế nào, tình yêu vẫn có thể được nuôi dưỡng từ sự đồng cảm trong mọi tình huống. Sự kiên nhẫn sẽ là chìa khóa để giữ vững mối quan hệ. Có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn buông tay, nhưng nếu cả hai cùng nhau nhìn lại và nhận ra rằng hai người không phải là đối thủ mà là cùng một đội với mục tiêu chung là hạnh phúc và vui vẻ, thì mọi khó khăn sẽ dần được giải quyết. Tình yêu không phải là cuộc chiến để tìm ra người đúng, mà là một hành trình để cả hai cùng hoàn thiện và cùng bước đi bên nhau. Đừng quên rằng, hạnh phúc trong tình yêu đến từ sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Khi cả hai cùng chia sẻ những khó khăn, niềm vui và mục tiêu chung, tình yêu sẽ trở nên bền vững hơn. Tháng 10 âm lịch này là thời gian để bạn và người ấy điều chỉnh lại thái độ, cách hành xử, từ đó tạo dựng một mối quan hệ hài hòa và viên mãn hơn. Tử Vi tháng 10 âm lịch này nhắc nhở tuổi Đinh Tỵ rằng, dù là độc thân hay đã có gia đình, tình yêu luôn cần sự bao dung và kiên nhẫn. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để làm mới mối quan hệ, mở rộng lòng mình và đón nhận những điều tốt đẹp hơn trong tình cảm. Khi bạn biết cách lắng nghe và sẻ chia, tình yêu sẽ luôn tìm thấy con đường để trở về. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Tử Vi tuần đầu tiên trong tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch. Bước vào tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch, những người tuổi Đinh Tỵ sẽ cảm nhận được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cuộc sống. Sự tương xung và ảnh hưởng của các sao không mấy thuận lợi có thể mang đến một vài thử thách ngay từ những ngày đầu về công việc. Bạn có thể sẽ cảm thấy mình đang chịu nhiều áp lực. Những kế hoạch đặt ra không diễn ra suôn sẻ như mong muốn, thậm chí có những việc đột ngột thay đổi khiến bạn phải điều chỉnh ngay lập tức. Trong tuần này, thương quan xuất hiện gây ra những rắc rối và xáo trộn. Điều này có thể đến từ việc giao tiếp không khéo léo, dễ làm mất lòng người khác. Bạn cần thận trọng hơn trong các quyết định và lời nói của mình để tránh những xung đột không đáng có. Tình cảm giữa bạn và đối phương cũng có thể gặp một số trục trặc vì cả hai dễ mất đi sự kiên nhẫn và lắng nghe lẫn nhau. Nếu bạn biết cách giảm bớt cái tôi và nhường nhịn, tình hình sẽ được cải thiện đáng kể. Tài chính tuần này không thực sự khởi sắc bởi vì những khoản chi bất ngờ có thể xuất hiện khiến bạn cảm thấy không thoải mái trong việc kiểm soát tài chính. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra những quyết định liên quan đến tiền bạc, đặc biệt là các khoản chi tiêu không thực sự cần thiết. Sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ trong tuần này cần được chú ý, đặc biệt là vấn đề về giấc ngủ. Những lo âu trong công việc và cuộc sống có thể khiến bạn khó ngủ hoặc giấc ngủ không sâu. Đừng quên dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi đúng cách, nếu không sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tinh thần và thể chất của bạn. Tử Vi tuần thứ hai trong tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch. Bước sang tuần thứ hai của tháng 10 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ sẽ cảm thấy nhịp sống trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Những khó khăn từ tuần trước đã có cơ hội được giải quyết. Những điều này đòi hỏi bạn phải tiếp tục duy trì sự kiên nhẫn và tập trung trong công việc. Sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc người thân có thể giúp bạn vượt qua những thử thách. Tuy nhiên,
bạn cần cẩn thận trong việc phân chia trách nhiệm, tránh ôm đồm quá nhiều việc khiến bản thân bị quá tải. Về mặt tình cảm, tuần này có nhiều cơ hội để hàn gắn những rạn nứt. Các cặp đôi có thể sẽ có cơ hội ngồi lại và giải quyết những mâu thuẫn nếu biết cách chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Đối với những ai đang độc thân, đừng quá vội vàng tìm kiếm tình yêu. Hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và hãy sẵn sàng đón nhận khi cơ hội đến. Tài chính tuần này vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ. Mặc dù có một số nguồn thu nhập mới, nhưng bạn vẫn nên tiết kiệm và lên kế hoạch dài hạn cho tương lai. Đặc biệt, không nên chi tiêu quá đà cho những thú vui nhất thời. Sức khỏe của bạn trong tuần thứ hai này tương đối ổn định, nhưng bạn vẫn nên chú ý đến việc tập thể dục đều đặn để giữ gìn thể lực. Một chế độ ăn uống lành mạnh cùng thời gian nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp bạn có một tuần làm việc hiệu quả hơn. Tử vi tuần thứ ba trong tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, tức từ ngày 16 đến 22 tháng 10 âm lịch. Trong tuần thứ ba của tháng 10 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ sẽ phải đối diện với nhiều thách thức lớn hơn, nhưng đồng thời cũng sẽ có những cơ hội tiềm ẩn về công việc. Bạn có thể nhận được một vài đề xuất hoặc cơ hội hợp tác mới. Điều này đòi hỏi bạn phải suy xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Nếu bạn có thể tận dụng những cơ hội này, sự nghiệp của bạn sẽ có bước tiến lớn trong thời gian tới. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến tài chính, tránh bị lừa gạt hoặc mất mát không đáng có. Tình cảm của bạn trong tuần này có dấu hiệu cải thiện đáng kể, đặc biệt là nếu bạn biết cách bày tỏ cảm xúc một cách chân thành, các cặp đôi sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Những người độc thân có thể bắt đầu tìm thấy ánh sáng mới trong hành trình tìm kiếm nửa kia. Hãy để trái tim mở rộng, đừng tự bó buộc mình vào những nguyên tắc quá khắt khe. Tài chính tuần này có phần khởi sắc hơn, nhưng không phải là thời điểm để tiêu pha quá đà. Hãy chú trọng việc tiết kiệm và dành dụm cho những dự án lớn trong tương lai. Những khoản thu nhập nhỏ có thể đến từ các công việc phụ hoặc những khoản đầu tư nhỏ lẻ. Sức khỏe của bạn trong tuần này cần được chú ý đặc biệt. Bạn có thể cảm thấy kiệt sức do áp lực công việc và những lo lắng thường trực. Đừng quên chăm sóc bản thân, tránh làm việc quá sức và dành thời gian để tái tạo năng lượng cho những tuần tiếp theo. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, tức từ ngày 23 đến hết tháng 10 âm lịch. Trong tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ có thể sẽ trải qua những biến động bất ngờ, nhưng nhìn chung là hướng đến sự thay đổi tích cực trong công việc. Tuần này, bạn có cơ hội nhìn nhận lại những gì mình đã làm trong suốt tháng qua. Đây là lúc bạn nên tổng kết lại những thành tựu cũng như những bài học quý giá. Từ đó chuẩn bị cho bước tiến mới vào tháng tiếp theo. Hãy cố gắng hoàn thành những dự án còn dang dở, đừng để những việc chưa xong cản trở bước tiến của bạn. Về mặt tình cảm, nếu bạn đã cố gắng và nỗ lực trong việc xây dựng mối quan hệ, tuần này có thể là thời điểm bạn gặt hái được kết quả. Những người độc thân có thể nhận được tín hiệu tích cực từ người mà họ để ý. Các cặp đôi có thể sẽ thấy mối quan hệ của mình được củng cố vững chắc hơn. Tài chính tuần cuối này vẫn cần được quản lý chặt chẽ. Bạn có thể sẽ đối mặt với một vài khoản chi bất ngờ, nhưng nếu đã có kế hoạch từ trước, bạn sẽ không phải quá lo lắng. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn xem xét lại các kế hoạch tài chính và chuẩn bị cho những tháng sắp tới. Về mặt sức khỏe, cuối thời điểm này, bạn cần đặc biệt chú ý đến các vấn đề liên quan đến xương khớp và hệ tiêu hóa. Đừng chủ quan với những dấu hiệu nhỏ. Nếu cần thiết, hãy đi kiểm tra sức khỏe kịp thời để tránh những biến chứng không mong muốn. Thư giãn và nghỉ ngơi là điều bạn nên ưu tiên hàng đầu, bởi vì tháng tới sẽ có nhiều điều đang chờ đợi bạn. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy, tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Tý. Trên phương diện hợp tác làm ăn, nếu như có chung chí hướng, mục tiêu phấn đấu thì hai tuổi này có thể trở thành đối tác kinh doanh, cùng nhau phát triển. Tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, còn tuổi Đinh Tỵ có con mắt nhìn xa trông rộng. Sự kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả cao và giúp họ gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Sửu. Trên phương diện công việc,
tuổi Đinh Tỵ và tuổi Sửu cùng có chung lý tưởng, mục tiêu phấn đấu, vì vậy họ không ngừng thúc giục nhau cùng phát triển, đạt được thành công. Tuổi Đinh Tỵ thông minh, sắc sảo, còn tuổi Sửu chăm chỉ, cẩn thận, đây là sự kết hợp khá hoàn hảo. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Dần. Nhìn ở một góc độ khác, nếu như trên phương diện làm ăn, tuổi Đinh Tỵ và tuổi Dần sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Tuổi Dần thông minh, nhanh trí, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, chính xác, giúp tuổi Đinh Tỵ vượt qua khó khăn. Ngược lại, tuổi Đinh Tỵ sẽ mang lại sự may mắn về tài lộc đến cho công việc làm ăn của tuổi Dần. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Mão. Đây cũng sẽ là sự kết hợp khá hoàn hảo nếu như tuổi Đinh Tỵ và tuổi Mão trở thành đối tác làm ăn của nhau. Tuổi Mão cần cù, chăm chỉ, sẵn sàng làm theo những mệnh lệnh của tuổi Đinh Tỵ. Giữa họ sẽ không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào, bởi nếu một bên nóng nảy sẽ có một bên nhường nhịn. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Thìn. Tuổi Đinh Tỵ sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo, tổ chức nếu hai tuổi này hợp tác làm ăn với nhau. Trong khi đó, tuổi Thìn sẽ hết mực ủng hộ, nghe theo những lời khuyên và mệnh lệnh của tuổi Đinh Tỵ. Sự kết hợp này mang lại hiệu quả khá cao, giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Tỵ. Tuổi Đinh Tỵ có con mắt nhìn xa trông rộng, thấu hiểu vấn đề một cách nhanh chóng, chính xác và luôn đề xuất những biện pháp giải quyết hữu ích. Không có gì tuyệt vời hơn khi hai tuổi Tỵ hợp tác làm ăn với nhau. Điều quan trọng là giữa họ sẽ không bao giờ xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Ngọ. Cặp đôi tuổi Đinh Tỵ và tuổi Ngọ cũng khó có thể hợp tác làm ăn lâu dài được với nhau. Tuổi Ngọ là người yêu thích sự tự do, mới mẻ, làm việc theo cảm hứng. Còn tuổi Đinh Tỵ cho rằng đó là sự vô trách nhiệm. Mối quan hệ này chẳng mấy chốc tan vỡ bởi những mâu thuẫn liên tục xảy ra. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Mùi. Tuổi Đinh Tỵ thích lãnh đạo người khác và tuổi Mùi cũng vậy. Sự kết hợp của hai tuổi này trong kinh doanh khó có thể đạt hiệu quả cao. Dù họ có chung mục tiêu phấn đấu, nhưng những mâu thuẫn và bất đồng thường xuyên xảy ra khiến cho mối quan hệ của tuổi Đinh Tỵ và tuổi Mùi dễ tan vỡ. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Thân. Tuổi Đinh Tỵ rất chăm chú vào kế hoạch làm ăn, nhưng dường như tuổi Thân lại có thái độ khá thờ ơ. Điều này xuất phát từ những quan điểm trái ngược nhau. Tuổi Đinh Tỵ có sự ảnh hưởng lớn của tiền bạc, vật chất và địa vị, còn tuổi Thân yêu thích cuộc sống an nhàn, bình yên. Nếu như không biết điều chỉnh, mối quan hệ giữa tuổi Đinh Tỵ và tuổi Thân sẽ rất khó hòa hợp trên phương diện làm ăn. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Dậu. Sự kết hợp của tuổi Đinh Tỵ và tuổi Dậu sẽ đạt được hiệu quả và thành công cao. Họ ăn khớp với nhau trong từng suy nghĩ, hành động và kế hoạch phát triển. Nền tảng của mối quan hệ vững chắc này là đồng cảm, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Bởi vậy, những mâu thuẫn, xung đột dường như sẽ không bao giờ xảy ra. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Tuất. Tuổi Đinh Tỵ sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi cho con đường phát triển sự nghiệp của tuổi Tuất. Vậy sự hợp tác này rất cần thiết. Hơn nữa, tuổi Tuất thông minh và cẩn thận, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, chính xác nhất để tuổi Đinh Tỵ có thể giải quyết được khó khăn. Tuổi Đinh Tỵ với tuổi Hợi. Hai con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công nếu cùng hợp tác làm ăn với nhau. Tuổi Đinh Tỵ nhiệt tình với vai trò là người lãnh đạo, tổ chức công việc. Còn tuổi Hợi sẽ luôn chấp hành nghe theo những mệnh lệnh đúng đắn. Mối quan hệ này ngày càng phát triển dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.